Xin chào các bạn, hôm nay Mai Anh sẽ hướng dẫn các bạn cách cuốn tà may ly và ghép thân áo dài nhé. Khi chúng ta dở chiếc áo dài ra thì việc đầu tiên là chúng ta hãy cuốn tà. Vì sao lại như vậy ạ? Bởi vì trong quá trình chúng ta làm các cái công đoạn khác thì tà nó sẽ không bị sổ ra. Nó sẽ không bị sổ ra như thế này ạ. Mà khi nó đã bị sổ ra thì chúng ta sẽ làm cắt rất là vất vả. Như vậy chúng ta hãy cuốn tà đầu tiên. Và để cuốn tà thì bởi vì bây giờ đa phần áo dài chúng ta sẽ cắt tà rộng và cái tà này đương nhiên sẽ là chéo vải, rất là dễ bị bay. Vì vậy chúng ta hãy may rằng một đường nhé, may chỉ thưa một chút thôi, may rằng một đường. Đường này để giúp chúng ta chống bị bay tà áo dài và cũng giúp cho các bạn may dễ dàng hơn. Nếu như chúng ta để tà áo dài may sau thì khi chúng ta may các công đoạn khác trước thì sợ đến nó đã rất là sổ bươm bướp ra rồi, nhiều chất vải sổ kinh khủng lắm các bạn ạ. Vì vậy bạn hãy may công đoạn này đầu tiên nhé, bạn hãy rằng đều một đường như thế này. Cách mép vải khoảng 3 ly. Sau đó các bạn may vén vào một đường nữa nhé. May vén là sao cho nó kín cái đường mà chúng ta vừa rằng đấy ạ. Đường này các bạn cho chỉ mau lại chút. Các bạn may chồng lên cái đường mà chúng ta vừa may luôn. Bạn nhìn rõ không ạ? Vén quá khoảng 1 ly so với cái đường mà chúng ta vừa may đường rằng ấy. Và may chồng lên đấy luôn. Như này nó sẽ đỡ đỡ lộ nhiều đường chỉ. Tất nhiên là có nhiều cách may tà khác nhau, nhưng Mai Anh hướng dẫn cái cách này để các bạn có thể dùng cho rất nhiều chất liệu vải. Có những chất liệu vải rất là khó may thì các bạn sử dụng cái phương pháp là may rằng này thì các bạn may tà sẽ rất là dễ dàng. Các bạn nhớ vén cho nó kín cái đường may cũ nhé. Vén qua rồi 1 ly ạ. Và vì chúng ta may tà trước khi ghép thân nên là chúng ta phải để lại một khoảng cách khoảng 7 đến 10 phân như thế này. Để lát nữa chúng ta sẽ may sau, chúng ta chỉ may đến đây thôi ạ, chứ không may kịch đến phần xẻ tà đâu. Và công đoạn cuối cùng đấy là các bạn may cuốn vào một lần nữa. May cuộn vào một lần nữa. Chẳng may vẫn còn cái nào mà nó sổ nó ra thì các bạn nhớ ghép hết vào trong nhé, đừng để những cái tua ruồi nó ra ngoài sẽ rất là xấu. Và đường này các bạn cũng may trùng luôn vào với cái đường cũ ấy, thì đảm bảo nó sẽ rất là đẹp. Nếu các bạn cứ may như vậy cho đến hết. Bạn có thể may cái đường này to hoặc bé là tùy các bạn, càng nhỏ thì tà áo sẽ càng bay càng đẹp nhé. Các bạn có thể để như thế này hoặc là các bạn khâu tay. Nếu như mà các bạn may để khâu tay thì các bạn hãy để đường chỉ này thưa thưa ra và sau đó chúng ta sẽ tháo, chúng ta sẽ sáo cái đường mà chúng ta đang may này. Sau khi mà khâu tay xong luôn tà xong thì chúng ta sẽ tháo bỏ đường này đi. Các bạn luôn tay vào tà dài được thì sẽ là đẹp nhất. Thông thường đường may này Mai Anh sẽ may bằng chỉ khác màu.
để sau khi các bạn thợ luôn tà thì các bạn ấy cũng tháo ra rất là dễ dàng, vì chúng ta đã may thưa chỉ, màu chỉ lại khác nữa. Còn nếu các bạn không luôn, các bạn cứ để nguyên như thế này thì các bạn may chỉ mau và chỉ đúng màu. Chúng ta vẫn chỉ may cách 7 đến 10 phân so với xẻ thôi ạ. Sau đó chúng ta sẽ may nốt đoạn này sau. Và bên kia các bạn cũng làm tương tự như vậy. Các bạn cũng có thể may luôn nhé, các bạn không 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 vén nhiều lần, các bạn có thể may luôn vào cũng được. Đây như thế này ạ. Đây bên bên này mai anh đã may đường dòng rồi. Thì các bạn có thể cuộn vào may luôn. Cũng cuộn cách bên chỗ xẻ khoảng 5 đến 7 đến 10 phân. Đây. Các bạn cuốn vào may luôn một lần thôi. Sau khi may đường dòng tà nhé, thì các bạn cuốn vào may một lần duy nhất thôi. Nhưng các bạn chắc tay rồi thì các bạn cũng chỉ cần phải may như này thôi. Cuộn hai vòng và may một lần duy nhất thôi. Các bạn có thể may tà to bé tùy ý, càng nhỏ thì sẽ càng có độ may. Mai cho thưa ra một chút để các bạn luôn tà nhé. Thưa nữa rồi hết cỡ rồi. Nếu để luôn thì các bạn cứ may chỉ thưa hết cỡ ra. Và các bạn may khác màu chỉ đi. Đây như thế này, sau các bạn, một là các bạn để nguyên như thế này, hai là các bạn luôn tà xong thì các bạn tháo đường chỉ ra. Và hàng ngày là mai anh hay làm theo cách này. Mai anh sẽ hướng dẫn các bạn một cách may tà dùng chân vịt cuốn tà áo dài nhé. Các bạn cứ may đều như vậy cho đến hết. Các bạn chưa quen là các bạn có thể may làm hai lần, nhưng mà khi các bạn quen rồi các bạn chỉ cần một lần thôi. Đây như vậy là các bạn đã xong tà bên này. Và bây giờ mai sẽ hướng dẫn các bạn cách may tà bằng chân vịt cuốn nhé. Đây các bạn có thể sắm một cái chân vịt như thế này. Cái này nó cũng có nhiều kích cỡ khác nhau. Bạn mua lấy mỗi cái một kích cỡ. 2 ly, 3 ly, 5 ly, 6 ly, 8 ly đều có hết ạ. Đây ạ. Hôm nay sẽ may tà đến thân trước, hôm nay chúng ta may thân sau. Đây, với chân vịt cuốn thì chúng ta sẽ thao tác rất là dễ dàng. Các bạn nào mà làm nhiều thì nên mua cái này nhé. Cái này cũng phải học cách sử dụng đấy ạ. Đầu nó sẽ hơi xấu một chút nhưng không sao, chúng ta sẽ có thể may lại. Đây là mai anh chọn cái nhỏ 3 trên 16 nhé. Đây các bạn nhìn thấy không ạ?
rất là dễ dàng đúng không ạ? Với chân vịt này chúng ta cũng có thể may chỉ thưa và chỉ khác màu để chúng ta luôn tà. Còn như với chúng ta không luôn tà mà chúng ta để tà may luôn thì chúng ta sẽ may chỉ mau và chỉ giống màu. Đây là mai anh may chỉ giống nhà màu nhưng mà anh may thưa ra để khi các bạn luôn tà xong các bạn tháo nó dễ. Mai sẽ hướng dẫn các bạn cách luôn tà ở video sau nhé. Đây các bạn cũng để cách lại một đoạn như thế này để lát nữa chúng ta sẽ may sau. Đây ạ. Khi lên thì cái tà nó sẽ rất là đều đẹp. Cái bên này các bạn may ngược lại, may từ trên xuống. Với chân vịt này lúc đầu bạn sẽ phải may ra ngoài vải thừa trước nhé, để học cách sử dụng. Sau đó các bạn quen tay rồi các bạn may trực tiếp vào tà thì sẽ rất là dễ dàng, không có gì khó khăn cả. Rất là dễ dàng. Chúng ta mà không may tà trước khi may các công đoạn khác thì cái đường chỉ này nó sẽ sổ ra rất là nhiều luôn, và lúc chúng ta may thì sẽ là vất vả. Nên là chúng ta may luôn từ công đoạn đầu tiên này thì nó sẽ rất là dễ dàng. Ok, như vậy là chúng ta đã xong với công đoạn cuốn tà. Bây giờ Mai sẽ hướng dẫn các bạn may ly nhé. Sau khi cuốn tà xong chúng ta sẽ may ly. Để may ly được dễ dàng thì các bạn có thể lược ly trước khi may. Các bạn có thể may trực tiếp luôn cũng được. Đây. Chúng ta có thể lược như thế này nhé. Lược như này trước khi may. Với các bạn mới may thì nên lược ạ. Đây Mai sẽ lược thử cho các bạn xem. Các bạn chỉ cần lược chỉ thưa ra là được. Các bạn giữ im ả và lược, hoặc là các bạn có thể dùng ghim ghim lại cũng được ạ. Nhiều chất liệu vải chúng ta may ly sẽ rất là khó khăn bởi vì cái đường này nó là đường chéo vải, chéo bởi vì khoảng cách chúng ta lấy từ đây đến đây này thì sẽ ít hơn là khoảng cách chúng ta lấy từ đuôi ly vào trong một phân đúng không ạ. Như vậy cái đường này chính là đường chéo vải, và chéo vải thì bao giờ chúng ta cũng sẽ khó may. Vì vậy các bạn nào mà chưa quen tay thì hãy lược trước khi may, còn bạn nào mà may quen rồi thì sẽ không cần phải lược như này nữa, các bạn may luôn. Ok. Đây, các bạn lược trước đi như này và chúng ta sẽ may. Trước khi may đầu ly thì các bạn hãy may vút ở ngoài nhé. Đầu ly chúng ta không nên lại mũi, cho nên là các bạn hãy may vút ở ngoài. Sau đó các bạn mới đặt vào và may. Đấy ạ. Ta hãy để vài phân may vút ở ngoài. Nó sẽ không bị bật. Không cần lại mũi mà cũng không bị bật. Phần này chúng ta cũng may vút lên vài phân nhé. Ta cũng không lại nữa.
Và bây giờ chúng ta sẽ tháo đường ấy ra. Chúng ta sẽ tháo đường lược ra. Li ben các bạn cũng lược như vậy nhé. Ở đây Mai Anh đã lược sẵn rồi. Li ben thì các bạn may từ ngoài vào và may gấp ở đầu ạ. Ok, với các bạn mà mới may thì nên lược trước khi may. Sẽ thao tác sẽ rất là dễ dàng luôn ạ. Và để cho nhanh thì Mai Anh đã may sẵn những cái ly khác rồi. Các ly còn lại các bạn may tương tự như vậy, không có gì khác đâu ạ. Và sau khi may ly xong thì các bạn sẽ ghép tay. Các bạn trải thân dưới xuống. Trải một thân xuống dưới. Và đây là thân trước. Thì các bạn sẽ ghép tay vào mang trước và thân trước ạ. Đây mang này ngắn hơn là mang trước. Các bạn hãy ghép vào thân trước như thế này. Tay này thì các bạn cần lưu ý một vài điều như sau. Cái này là ghép vào nhau nên bắt buộc phải bằng nhau, giống như Mai Anh đã nói trong lúc cắt rồi là các cắt xong các bạn phải so. So nếu bằng nhau rồi thì chúng ta sẽ đặt êm để may. Không bằng nhau thì các bạn phải chỉnh sửa luôn từ giai đoạn đấy. Nhưng giả sử các bạn cắt tay bằng dập rồi nhưng lên tay vẫn cứ bị bay ra và ghép không vào nhau được, không thể nào mà ghép vào nhau được, thì giải pháp ở đây là gì? Các bạn lại may rằng một đường cho Mai Anh nhé. Các bạn cũng may rằng một đường ạ. Các bạn may vào phía bên trong của đường may ấy, đừng để nó lộ ra ngoài. May rằng một đường như thế này. Và cả thân các bạn may như vậy. Đường này là đường cầm để cho nó không bị bay ra. Vì khi cắt tay thì cái phần đường may, đường nách này nó là chéo lại thì nó cũng rất là dễ bị bay ra. Nhưng khi chúng ta may rằng một đường như này rồi thì nó im ả, nó không bị bay nữa. Thì các bạn ghép tay vào nhau sẽ rất là dễ dàng. Mai sẽ ghép đường này nhé. Các bạn để im vào, để im ả và may vào nhau ạ. Nhưng các bạn sẽ lưu ý là vuốt nhẹ cái thân dưới này và để im thân trên. Vì là cái răng cưa của chúng ta nó sẽ có độ lực đẩy đẩy ngược về phía kia, vì vậy chúng ta sẽ phải vuốt nhẹ cái thân dưới một chút xíu và để thân trên lên nó may êm đều. Đây may đến hết và các bạn may bằng nhau thì thôi. Nào bị cầm quá chúng ta sẽ tháo ra may lại. Nếu bị cầm hoặc bay quá chúng ta sẽ phải tháo ra và may lại. Đường may các bạn để bao nhiêu thì bây giờ các bạn cũng may đường may như vậy nhé. Và có một cách nữa để các bạn may tay cho dễ dàng. Đây vẫn là thân trước, chúng ta sẽ đặt lên trên thân trước. Thân trước đây ạ. Đây là tay của thân trước. Khi chúng ta so hai cái tay này bằng nhau rồi và chúng ta cũng may đường cầm rồi nhưng chúng ta ghép vào vẫn rất là khó. May giả sử như vậy ạ, trong thực tế thì cái chuyện này rất là dễ xảy ra, bởi vì có những chất vải nó có độ bay và nó sẽ làm cho chúng ta cực kỳ khó khi chắp tay vào nhau để cho nó bằng nhau. Thì khi may giả sử đây là các bạn đã may cầm rồi, may đường rằng rồi, thì các bạn hãy dùng cái cách này để may cho dễ dàng hơn. Các bạn hãy gập đôi tay lại. Gập đôi tay lại và đánh dấu ạ. Đấy, các bạn hãy đánh dấu giữa tay. Và các bạn cũng có thể gập đôi một lần nữa để đánh dấu. Bạn cứ chia cái đoạn mà các bạn muốn ghép vào nhau ra làm nhiều đoạn bằng nhau.
Đây ví dụ cái tay này may chia làm 4 đoạn. Và ở thân may cũng chia làm 4 đoạn. Kia là thân và đây ở tay các bạn, may cũng chia ra làm 4 đoạn. Chúng ta làm như vậy để khi may chúng ta có dấu sẵn rồi chúng ta biết là đoạn nào phải bằng với đoạn nào ạ. Với các bạn mà may cựu rồi thì những cái công đoạn này rất là thừa thãi. Các bạn chỉ cần đặt lên và may rất là căn, rất là chuẩn. Nhưng với những người mà mới học may thì hoặc là lại gặp chất liệu bị bay khó may nữa thì cái này việc này sẽ rất là vất vả. Đây. Và khi chúng ta đã đánh dấu xong thì chúng ta sẽ may dấu phải bằng nhau và chúng ta sẽ may. Các bạn hiểu ý không ạ? Các bạn đặt mép phải bằng nhau nhé và đường phấn chúng ta đánh dấu bằng nhau thì là đúng bằng nhau luôn ạ. Đấy, chúng ta có đặt y như vậy là may rồi. Đoạn tiếp theo cũng như vậy ạ, chúng ta cứ đặt bằng nhau và may. Như vậy đảm bảo chúng ta sẽ không bị thừa thiếu co kéo gì. Trong quá trình may rất là dễ dàng, chúng ta mất công một chút thôi nhưng khi đến lúc khi may thì chúng ta lại rất là dễ dàng. Đây ạ. Sẽ mang cho chị mau, quên cho chị mau. Và sau khi ghép được thân trước vào với thân trước rồi thì chúng ta sẽ ghép tay vào với tay. Đây khi ghép đúng lên nó sẽ im phẳng như thế này, nó không bị cầm ở đâu và nó cũng không bị bay, không phần nào bị bay và cũng không bị nhăn ở đâu nhé. Là được ạ. Khi ghép xong chân trước thì chúng ta đặt thân sau lên trên tay để ghép nốt. Đây. Đây là phần thân sau. Thân sau và tay. Chúng ta sẽ ghép vào với nhau. Mang sau của tay chúng ta sẽ ghép vào với nhau. Các bạn cũng làm tương tự như vậy nhé. May một đường dằng trước. Đặc biệt là thân sau cực kỳ dễ bị bay. Công đoạn này sẽ giúp các bạn rất là nhiều trong việc chống bay. Các bạn ghép tay vào cho dễ dàng. Ghép thay thân sau các bạn lưu ý không thì lại bị vặn thân. Tức là các bạn may từ trên cổ xuống bởi vì cổ nó bắt buộc phải bằng nhau. Các bạn vẫn để yên ả nó may. Các bạn vuốt nhẹ phần thân dưới. Để cho nó thắng lại cái độ chạy của răng cưa đấy. Ok. Chúng ta còn nốt một bên kia nữa là xong. Các bạn hãy lưu ý nhé để cho nó im ả, không là các bạn đã bị vặn cái thân này đấy. Tiếp tục may đường dằng.
bạn mà không biết cái mẹo này thì nhiều chất vải các bạn khóc luôn mà không thể nào ghép tay vào nhau được rồi. Gọt tay đi không được, sửa tay cũng không được, sửa thân không được, ghép vào nhau không ghép được. Nhưng khi các bạn biết cách rằng lại rồi thì nó sẽ rất là dễ dàng. Trong nghề may này thì chỉ cần có một vài cái nhẹ mẹo nhỏ nhỏ thôi là ta sẽ làm rất là dễ, nhưng không biết thì rất là khó. Và sau khi chúng ta may xong, ghép tay xong thì chúng ta sẽ mang đi vắt sổ. Vắt sổ xong thì chúng ta sẽ là bây giờ mai anh sẽ mang đi vắt sổ và hôm nữa mai anh sẽ hướng dẫn các bạn cách là ly, là tay và là ly nhé. Ok, vậy là đã xong công đoạn nhé thân. Đây, khi lên cái áo của chúng ta nó sẽ như thế này. Nhìn được không ạ? Có vẻ khó nhìn đúng không ạ? Và bây giờ mai sẽ mang ra bàn là và để là cho các bạn xem. Và mai mẹ mang đi vắt sổ, sau đó mai sẽ hướng dẫn các bạn là nhé. Khi vắt sổ các bạn vắt chập các đường tay lại với nhau như này nhé. Vắt chập cả bốn đường lại với nhau, bốn đường đều vắt chập với nhau. Sau khi vắt chập xong thì các bạn vắt đường chà khóa, các bạn vắt vòng quanh đường chà khóa như này đấy ạ. Và các bạn vắt đường tay, đường tay thì các bạn sẽ bớt phần cửa tay lại, không vắt. Các bạn vắt đường tay, khi vắt đường tay bạn lưu ý cái phần đường này các bạn gạt hết về phía đường tay nhé. Và cái đường ly này, thân trước có ly này, các bạn cũng lưu ý đường này thì gạt về phía tay, mà ly thì là để y mã và gạt về phía dưới đấy ạ. Chúng ta sẽ vắt cả ly vào đây luôn như này. Mai sẽ vắt đường này nhé. Không bắt phần cửa tay bạn nhé. Đây là xong, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách là các đường. Sau khi bắt sổ xong, chúng ta sẽ đi là. Bây giờ chúng ta sẽ đi là nhé. Các bạn tháo đường chỉ lược không đẩy ra. Để cho việc là ly được dễ dàng, các bạn nên có một chiếc gối là như thế này, hoặc là cầu là để người ta có thể cho cái đầu ly vào đây để là cho nó vét sạch được ạ. Tất cả các cái ly đều là quay về phía trong. Nhưng trước khi là đường quay về trong, bạn là lấy một đường quay ra ngoài trước, sau đó bạn là hết ngược lại. Như vậy
Vừa là các bạn vừa dùng tay mình vét ra nhé, vét vét ra để cho nó sạch, nó không bị cộm lại ở phía mặt vải. Chúng ta phải là hai lần như vậy để đảm bảo là ly của chúng ta sẽ nét và đẹp hơn. Đây cái đầu ly các bạn cho luôn vào cái đầu gối này nhé, và chúng ta dùng tay vét ra như này thì đảm bảo ly sẽ rất là sạch. Còn ly ben cũng như vậy. Làm một lần ra phía ngoài, lần hai các bạn lật vào trong, ghép kỹ cái phần đầu này. Và khi vừa rút bàn là ra, chúng ta phải dùng đập để chúng ta đập luôn. Và chết vậy đảm bảo cái ly ta sẽ nét này nẹt luôn. Đây như ben cũng tương tự như vậy. Các đường tay, các đường chắp tay thì các bạn làm một lượt cho nó giãn hết đường chỉ ra. Bạn làm một lượt như thế này là thẳng như này cho nó giãn hết đường chỉ ra. Sau đó các bạn là hất vào phía trong phía tay, là hất vào phía tay. Các bạn cũng tận dụng cái phần gồ của cái gối là để các bạn vét tay cho nó sạch nhé. Các bạn cũng vừa là vừa dùng hai ngón tay vét ra như này để cho nó sạch. Các đường khác cũng tương tự như vậy, tất cả các đường sẽ đều là vét về phía tay hết ạ. Là vét về tay hết ạ. Và có một điều các bạn cần lưu ý, thế là các bạn phải là lại cái đường chìa khóa này. Ta sẽ phải là lại cái đường chìa khóa này. Ly sau này mà anh đã là trước phải cho nhanh rồi nhé. Đây các bạn sẽ làm cho nó co hết lại đi. Vậy là kỹ càng cái đường này khi chìa khóa nó mới không bị bay, nó dễ dàng. Các bạn kiểm tra luôn xem có bằng nhau chưa, nếu chưa bằng nhau thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh lại và sẽ phải là cái bên dài hơn. Bên của chúng ta đã bằng nhau rồi. Và đường tà cũng như vậy, đường tà thì các bạn chỉ việc là qua đường tà thôi. Lát nữa là hoàn thiện, chúng ta sẽ là mặt phải của ly một lần nữa và là lại tà áo. Bây giờ chúng ta sẽ là tà qua một lần, ta chập vào như này nhé, để là một lần để được hai tà luôn. Các bạn nhớ dùng đập đập vào lúc nóng rồi cho nó chết. Vậy là chúng ta đã xong công đoạn này. Các bạn kiểm tra phần cổ luôn ở cái giai đoạn này nhé. Các bạn chập vào xem cổ bằng nhau chưa này. Ta sẽ là chập đôi cổ luôn để lấy cái dấu giữa đây để mai kiểm tra này. Bạn đặt như thế này. Phải cái đường tay quay về trong nhé. Các bạn nhấn like video và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ và xem những video tiếp theo của Mai Anh nhé. Đây, đây sẽ là điểm giữa cổ của chúng ta. Khi lên cái cổ nó sẽ tròn như thế này đây ạ. Như này là được. Nếu như chúng ta có vấn đề gì, chúng ta sẽ gọt và chỉnh sửa luôn ở giai đoạn này. Hôm nay có thể gọt một chút phần này, phần nào thừa ra người ta sẽ gọt đi một chút xíu. Ok.
Và khi may cổ lên là chúng ta phải các điểm này chúng ta phải bằng nhau, đều nhau như thế này nhé.